sân chơi của những thanh niên Mỹ gốc Phi vào thập niên 70 của thế kỷ trước. Những năm gần đây, phong trào nhảy hip hop du nhập và lan rộng trong giới trẻ cả nước, trong đó có giới trẻ Đắk Nông. Với phong cách độc đáo, trẻ trung, trào lưu âm nhạc mới này như một cơn gió lạ lôi cuốn các bạn trẻ muốn thể hiện cá tính, đam mê sáng tạo của mình. Tiếp theo trang văn nghệ hôm nay, mời các bạn cùng đến với một buổi tập của nhóm hip hop huyện Đắk Minh và tìm hiểu về trào lưu mới này. Footmat Crew là tên một nhóm nhảy hip hop của các bạn trẻ Đắk Minh. Vào mỗi buổi chiều, các bạn thường tập trung ở sân hay nhà tròn Hoa Viên, Hồ Tây để luyện tập. Tuy chỉ mới thành lập được 2 tháng, nhưng nhóm đã thu hút được khá đông các bạn trẻ ở thị trấn và các xã lân cận tham gia. Đa số thành viên của nhóm là học sinh, một số khác đã đi làm nhưng tất cả đều có một điểm chung, đó là đam mê hip hop. Chỉ cần một chiếc loa, một điện thoại di động hay đầu CD là có thể phục vụ cho bữa tiệc âm nhạc đầy cảm hứng của cả nhóm. Pinky Vũ Thanh Hùng là một trong những thành viên đầu tiên của nhóm nhảy Footmat Crew. Tuy nhà ở khá xa trung tâm thị trấn và đã đi làm, nhưng vào mỗi buổi chiều, Hùng lại dành thời gian đến với nhóm để luyện tập và hướng dẫn những thành viên mới. Với Hùng, hip hop không chỉ là niềm đam mê mà còn là nơi giúp giải tỏa stress để thể hiện cái tôi của mình. Tôi tham gia cái nhóm nhảy này được hơn một tháng rồi. Lý do tôi đến đây thì cũng vì đam mê. Thì cái bộ môn này nó cũng phát triển từ lâu rồi, nhưng mà chưa có điều kiện. Hiện tại tôi đang mỗi ngày đi làm, chiều chiều tôi thường ra đây luyện tập cùng với các bạn bè, rồi nói chung là quy tụ lại các những người có cùng đam mê như tôi ở trên Đắk Minh này về đây rồi cùng tham gia. Chúng tôi tự học hỏi lẫn nhau rồi cùng nhau cùng tiến bộ. Hiện tại thì nhóm nhảy vẫn đang duy trì rất là ổn định. Với nhiều người, hip hop là một trò chơi khá nguy hiểm với các động tác như xoay đầu, lộn người, cắt kéo, đá ngựa. Nhưng đối với những bạn trẻ này, hip hop thật sự là một môn nghệ thuật đòi hỏi sự phối hợp ăn ý giữa âm nhạc và các động tác hình thể. Không có huấn luyện viên nên hầu hết các bài luyện tập của nhóm đều do các thành viên tự học hỏi từ internet và tìm tòi sáng tạo thêm. Để tập cho những động tác như thế này, nhiều bạn phải khổ luyện, đổ mồ hôi, thậm chí không ít lần những chấn thương ngoài ý muốn, nhưng vẫn tiếp tục theo đuổi niềm đam mê trong từng điệu nhảy. Niềm vui của mỗi thành viên là sau những giờ làm việc, học tập căng thẳng, lại được hòa mình vào những giai điệu trẻ trung sôi động, cùng chia sẻ khám phá những kỹ năng bước nhảy mới. Hầu hết những các động tác mà mình trao đổi với nhau hầu hết lấy từ trên mạng, và thông qua bạn này truyền đạt lại cho bạn khác. Khi mà tham gia cái câu lạc bộ này, tôi thấy cái sức khỏe của tôi cũng như là về mở mang tầm mắt, và mình biết được nhiều thứ hơn, và mình thấy mọi thứ xung quanh mình nó muôn màu muôn vẻ. Theo tôi thấy thì các bộ môn này thì rất là hữu ích cho chúng mình, tại vì bộ môn này thì có thể luyện cho mình được sức khỏe. Còn những lúc mà mình đi học căng thẳng về thì mình có thể ra đây để giải stress hoặc là khám phá niềm vui mới. Ở tỉnh ta hiện nay, trào lưu hip hop còn khá mới mẻ, mới chỉ vài nhóm xuất hiện ở Gia Nghĩa, Đắk Rơ Lấp, Đắk Minh, Crono. Dẫu chưa thể so sánh với các nhóm nhảy ở các tỉnh thành lớn, nhưng trào lưu này cũng đã thổi một luồng gió mới, tô sắc thêm cho các hoạt động giải trí của giới trẻ Đắk Nông. Vẫn còn những cái nhìn sai lệch không đồng tình về hip hop, do một số bạn thích tạo ấn tượng bằng những trang phục phong cách kỳ dị, gây phản cảm với nhiều người. Chính vì vậy, mong rằng trong thời gian tới, các bạn trẻ sẽ tiếp cận và phát triển trào lưu này theo hướng tích cực, để hip hop thật sự trở thành một sân chơi nghệ thuật, thể thao, lành mạnh, ý nghĩa.